Đối thoại với thế hệ trẻ, quan điểm người trẻ gốc Việt về vấn đề chống cộng. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sử Việt Aret, kênh lưu giữ và chia sẻ những câu chuyện lịch sử sâu sắc và xúc động của người Việt khắp nơi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề có lẽ là nỗi niềm của nhiều gia đình, đặc biệt trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, quan điểm của người trẻ gốc Việt về vấn đề chống cộng. Có thể khi nghe đến cụm từ chống cộng, nhiều bạn trẻ cảm thấy nặng nề, khó hiểu hoặc thậm chí không thoải mái. Đối với thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài, điều này có thể không quen thuộc như cha mẹ hay ông bà mình. Nhưng với thế hệ trước, đó là một phần cuộc sống, là một biểu tượng của quá khứ và của những mất mát khó quên. Trong tập video hôm nay, Sử Việt Aret muốn cùng các bạn trẻ gốc Việt suy nghĩ về câu chuyện này với một cái nhìn đa chiều, cởi mở và không phán xét. Thứ 1. Thế hệ trước và những ký ức đau thương. Trước khi chúng ta hiểu về quan điểm của người trẻ, hãy cùng quay về một chút với ký ức của thế hệ trước. Họ là những người từng trực tiếp trải qua cuộc chiến, chứng kiến đất nước chia đôi, thậm chí phải rời bỏ quê hương để đi tìm sự tự do và an toàn cho gia đình mình. Đối với nhiều người, cụm từ chống cộng đã trở thành một phần trong của họ. Nó không chỉ là một quan điểm chính trị mà còn gắn liền với những mất mát của người thân, những người đã chết trong chiến tranh và những người không bao giờ có thể trở về. Thế hệ cha mẹ, ông bà đã mang theo những nỗi đau không thể kể xiết khi rời xa quê hương. Nhiều người trong số họ đã chịu đựng những mất mát, chia ly và những khó khăn trong quá trình tái định cư. Những ký ức đó không chỉ là chuyện của quá khứ mà còn trở thành một phần trong cách họ giáo dục con cháu, kể lại câu chuyện và gìn giữ những giá trị mà họ cho là quan trọng. Đối với họ, chống cộng là một phần của bản sắc văn hóa, một cách để tưởng nhớ những người đã ra đi và bảo vệ ý chí mà họ luôn trân quý. Thứ hai, thế hệ trẻ gốc Việt, khác biệt về trải nghiệm và góc nhìn. Tuy nhiên, thế hệ trẻ gốc Việt ngày nay lại có những trải nghiệm và góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Họ được sinh ra và lớn lên trong một thế giới mở, nơi mà các nền văn hóa và quốc gia đang xích lại gần nhau nhờ vào công nghệ và giao lưu văn hóa. Với họ, Việt Nam là một quốc gia đầy sức sống, là một điểm đến để khám phá, để du lịch, để học hỏi về văn hóa và nguồn gốc của mình. Nhiều bạn trẻ thậm chí chưa từng nghe đến các câu chuyện về thời chiến tranh, và khi nghe thì cảm giác của họ là lạ lẫm, khó hiểu. Người trẻ gốc Việt không có những ký ức trực tiếp về chiến tranh, về sự chia cắt và những nỗi đau mà cha mẹ họ đã trải qua. Thay vào đó, họ có xu hướng nhìn nhận thế giới qua lăng kính hòa bình, cởi mở và phi chính trị. Chính điều này đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ trong cách nhìn nhận giữa các thế hệ. Khi cha mẹ họ đề cập đến vấn đề chống cộng với thái độ quyết liệt và đầy cảm xúc, nhiều bạn trẻ cảm thấy không đồng cảm, thậm chí khó hiểu. Điều này không phải là sự vô cảm, mà đơn giản vì họ không có chung trải nghiệm và không thể hiểu hết ý nghĩa của những đau thương mà thế hệ trước đã trải qua. Thứ ba, những câu hỏi mà người trẻ gốc Việt tự đặt ra. Giữa sự khác biệt thế hệ, nhiều người trẻ gốc Việt đã bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi để hiểu rõ hơn về lập trường của mình. Một số bạn tự hỏi, liệu mình có cần kế thừa quan điểm của cha mẹ, ông bà? Chúng ta có thể đứng ngoài, chỉ quan sát mà không cần phải chọn một phía không? Hay liệu mình có thể tìm ra một cách nhìn nhận vấn đề vừa tôn trọng lịch sử, vừa phù hợp với bản thân? Nhiều bạn trẻ cũng thắc mắc, nếu chỉ tập trung vào việc chống cộng, liệu chúng ta có bỏ lỡ những cơ hội để kết nối, để học hỏi từ đất nước mà mình mang trong huyết quản? Liệu rằng người trẻ có thể vượt qua quá khứ, để nhìn thấy một tương lai mà tất cả người Việt dù ở bất kỳ đâu cũng có thể hiểu nhau và cùng xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn? Đây là những câu hỏi đầy suy ngẫm, nhưng cũng không dễ dàng có câu trả lời rõ ràng. Bởi lẽ, giữa quá khứ và hiện tại luôn tồn tại một khoảng cách mà chỉ có sự lắng nghe và cảm thông mới có thể giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Thứ 4. Giá trị của sự đối thoại và lắng nghe. Những bạn trẻ có thể không trải qua những đau thương như cha mẹ mình, nhưng họ hoàn toàn có thể thấu hiểu bằng cách lắng nghe và học hỏi. Nhiều người trẻ gốc Việt đã và đang tìm kiếm những cách để thấu hiểu quá khứ của gia đình mình một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn. Một số bạn đã bắt đầu tổ chức các buổi trò chuyện gia đình, gặp gỡ cộng đồng để lắng nghe, đặt câu hỏi và đối thoại một cách chân thành. Đây không phải là để tìm ra ai đúng ai sai, mà là để hiểu được những giá trị mà gia đình mình đã sống và hy sinh vì chúng. Người trẻ ngày nay hiểu rằng việc lắng nghe không phải là chấp nhận tất cả, mà là tôn trọng những cảm xúc và niềm tin của thế hệ trước. Đó cũng là cách mà chúng ta học hỏi từ lịch sử, từ những câu chuyện đau thương để không phải lặp lại sai lầm trong tương lai. Thế hệ trẻ cũng nhận thức rằng một khi họ hiểu được những gì cha mẹ mình đã trải qua,
họ sẽ có thêm động lực và quyết tâm để sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng. Thứ năm, xây dựng sự kết nối và tình yêu quê hương. Một trong những giá trị lớn nhất mà người trẻ gốc Việt có thể học được từ câu chuyện này chính là lòng yêu quê hương. Dù cho có khác biệt trong quan điểm về chính trị, nhưng cả thế hệ trước và thế hệ trẻ đều có một điểm chung, họ đều yêu mến, tự hào về cội nguồn của mình. Người trẻ gốc Việt mong muốn có một kết nối mạnh mẽ hơn với Việt Nam, không chỉ qua gia đình mà còn qua văn hóa, ngôn ngữ và những giá trị truyền thống. Ngày nay, thế hệ trẻ đã và đang thực hiện nhiều dự án để xây dựng sự kết nối này. Từ việc học tiếng Việt, tham gia các tổ chức cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đến việc quay lại Việt Nam tìm hiểu văn hóa và lịch sử, người trẻ đang tìm cách kết nối với quê hương theo cách riêng của mình. Họ hiểu rằng, chỉ khi thực sự hiểu về văn hóa, nguồn gốc của mình, họ mới có thể đưa ra những quan điểm đúng đắn và góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Thứ sáu, kết nối với tương lai, khát vọng hòa bình và đoàn kết. Thay vì tập trung vào chống một điều gì đó, thế hệ trẻ gốc Việt ngày nay có xu hướng nhìn nhận mọi vấn đề qua lăng kính hòa bình và đoàn kết. Đối với họ, việc tạo ra một tương lai tốt đẹp cho người Việt khắp thế giới mới là điều quan trọng nhất. Người trẻ không muốn bị gò bó trong những xung đột của quá khứ, họ muốn hướng đến một cộng đồng mà ở đó, người Việt có thể sống trong hòa bình và cùng phát triển. Họ nhận thức rằng, bất kể là chống cộng hay không, mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một cộng đồng yêu thương và đoàn kết. Đối với người trẻ, điều này không chỉ là một giấc mơ mà còn là trách nhiệm mà họ cảm thấy đối với cộng đồng của mình. Chính vì vậy, thay vì tranh cãi về những bất đồng trong quan điểm, người trẻ đang nỗ lực tìm ra những cách để kết nối và cùng nhau làm điều gì đó có ý nghĩa. Các bạn thân mến, có lẽ không ai trong chúng ta có thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể xây dựng một tương lai mà mọi thế hệ người Việt, dù ở đâu trên thế giới, đều cảm thấy tự hào. Quan trọng hơn hết, hãy cho nhau cơ hội để thấu hiểu, để học hỏi lẫn nhau, và để không ai cảm thấy mình bị bỏ rơi hay lạc lõng trong câu chuyện chung của dân tộc. Mong rằng qua mỗi câu chuyện mà Sử Việt Aret chia sẻ, các bạn không chỉ tìm thấy sự đồng cảm, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và khát vọng gắn kết trong tâm hồn. Và nếu các bạn thấy những nội dung này ý nghĩa, hãy để lại một bình luận, chia sẻ cảm nghĩ của mình và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh Sử Việt Aret tiếp tục hành trình này nhé. Hãy cùng chúng tôi lưu giữ, học hỏi và xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh và đoàn kết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.